Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái bài học rất quan trọng, đó là cái yếu tố cốt lõi nhất của cái phương pháp đầu tư DDR. Trong cái quá trình đầu tư của mình thì các bạn sẽ thấy được rằng là có nhiều giai đoạn thì các bạn lại kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà có nhiều giai đoạn các bạn lại bị thua lỗ trở lại. Thì tại sao nó lại có cái điều đó diễn ra? Đó chính là cổ phiếu luôn có tính chu kỳ. Thị trường vận động nó có chu kỳ, và cái chu kỳ này nó được vận động theo cả cái chu kỳ của thị trường, cái chu kỳ của dòng tiền, và điều quan trọng nữa nó chính là cả cái chu kỳ của dòng vốn. Ba dòng vốn ở đây chúng ta sẽ nói đến cả cái dòng vốn của Big Boy và cả dòng vốn của tổ chức. Họ là những người quyết định đến cái xu hướng của thị trường cũng như là xu hướng của cổ phiếu. Tất cả các cái cổ phiếu đi lên đều có cả cái sự đóng góp của các Big Boy, các tổ chức lớn tham gia vào cái quá trình đẩy giá của cổ phiếu. Ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu về cái chu kỳ vận động của cả cái Big Boy như thế nào để tạo ra cả cái chu kỳ của cổ phiếu. Thì trong cái chu kỳ vận động của thị trường thì nó sẽ có 4 giai đoạn. Chu kỳ vận động của cổ phiếu cũng sẽ có 4 giai đoạn. Và nếu mà các bạn hiểu được 4 cái giai đoạn này thì các bạn sẽ có thể kiếm được tiền và giữ được nó lại. Tức là các bạn sẽ tránh được cái trường hợp là mình kiếm được nhiều nhưng mà sau đó mình lại mất trở lại. Thì đối với thị trường chứng khoán thì nó được cấu thành bởi rất nhiều các đối tượng tham gia. Trong đó thì có quỹ, các cái tổ chức, các cái Big Boy. Ngoài ra có một cái bộ phận rất quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đó chính là các cái chủ doanh nghiệp, nơi những cái người mà họ nắm bắt được các cái thông tin, họ hiểu về doanh nghiệp của mình. Thì khi cổ phiếu đi lên, họ sẽ có những câu chuyện kể cho các bạn nghe, và các bạn sẽ nghe theo cái câu chuyện đó đến một cái lúc nào đó, cái câu chuyện nào đến cái cao trào của câu chuyện thì nó bắt đầu sẽ kết thúc. Và trên thị trường chứng khoán thì có khoảng tầm 60% các cái giao dịch của thị trường là của các cái tổ chức, các cái đội nhóm lớn, và 40% còn lại là của các cái nhỏ lẻ. Trước đây thì các cái giai đoạn phía trước thì cái tỷ lệ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 30 và 70. Tức là 70 nó sẽ nằm ở các cái tổ chức, còn 30 thì nó nằm ở nhỏ lẻ. Còn đối với thị trường ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ thấy được là tỷ lệ này nó thay đổi. Và cái số điều 40 và 60 này thì nó là các cái số điều của thị trường Mỹ các bạn nhé. Và mình thấy cũng có một cái điều là rằng là ở thị trường Mỹ và thị trường Việt Nam hay cả cái thị trường khác nhau thì cái tỷ lệ này nó cũng sẽ tương tự nhau. Trong cái chu kỳ vận động của thị trường thì nó sẽ có 4 cái giai đoạn chính. Một là giai đoạn tích lũy, hai là giai đoạn đẩy giá của cổ phiếu, đẩy giá đi lên, ba là giai đoạn phân phối, 4 là giai đoạn đe giá của cổ phiếu. Các đối tượng tham gia chính của thị trường nó là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tức là chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân ở trên thị trường thì chúng ta gọi là nhỏ lẻ. Ở trên thị trường thì có một cái đối tượng nữa mà nó quyết định chính đến cái xu hướng của thị trường, đó chính là các Big Boy, các chủ doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các đội nhóm đầu tư. Họ quyết định đến cái gì? Họ quyết định đến cái xu hướng của cổ phiếu. Hầu hết cả cái chuyên gia, cả cái nhà phân tích ở trên thị trường họ đều sai. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì họ có thể phân tích, nhưng mà những người phân tích của họ có thể bị bắt bài. Những cái gì mà tất cả mọi người đều biết ở trên thị trường chứng khoán thì nó có thể là cả cái Big Boy, cả tổ chức, cả doanh nghiệp họ đều nắm được. Và có một cái thời điểm nào đó thì cả cái chuyên gia họ sẽ đúng, nhưng mà có một cái giai đoạn nào đó thì cả cái chuyên gia vẫn sẽ bị sai. Khi mà các bạn hiểu về cả cái chu kỳ này thì các bạn sẽ thấy được rằng là có một cái giai đoạn các bạn kiếm tiền và một cái giai đoạn thì các bạn đứng ngoài. Thì 4 cái giai đoạn đó chúng ta sẽ có những cái giai đoạn như thế nào. Đầu tiên, để cổ phiếu đi lên được thì cả cái tổ chức họ sẽ thu gom một cái số lượng cổ phiếu, nó được gọi là tích lũy của cổ phiếu. Sau khi tích lũy một cái số lượng lớn cổ phiếu thì cổ phiếu được đẩy giá lên. Và cái quá trình đẩy giá này nó sẽ rất đơn giản. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các mặt hàng khi bị khan hiếm nó đều có khả năng tăng giá. Tức là khi mà chúng ta có hai cái bình cổ, chúng ta đập đi một cái thì cái còn lại nó sẽ tăng giá. Trong chứng khoán cũng thế, với một cái số lượng trôi nổi cổ phiếu trên thị trường mà bị mua gom lại thì cái cổ phiếu đó rất dễ bị đẩy giá lên. Thì sau khi tích lũy được một cái số lượng lớn thì các Big Boy, các tổ chức họ sẽ đẩy giá lên, mà họ thêu dệt ra cho các bạn những cái câu chuyện. Nó vào là quỹ đất, nó vào là lợi nhuận, nó là tất cả các yếu tố, hoặc là những cái game này, game kia. Và các bạn, khi mà các bạn phát hiện ra cái cổ phiếu này đi lên thì các bạn mới biết rằng là diện là nó có những cái câu chuyện ở phía sau. Và chúng ta theo đuổi nó đến một cái lúc nào đó thì các Big Boy họ mua gom được cái số lượng lớn, đẩy giá lên ở đây, và họ có một cái mức sinh lãi lớn. Họ vẫn kể cho chúng ta cả cái câu chuyện, và đến cái giai đoạn này họ bắt đầu bán lại khi mà nhỏ lẻ biết những cái câu chuyện, họ đang kỳ vọng vào cái câu chuyện của doanh nghiệp, họ kỳ vọng vào lợi nhuận, tất cả mọi thứ đều tốt, thì cả cái tổ chức, các Big Boy họ sẽ phân phối hàng ra, họ sẽ bán lại cho những cái nhỏ lẻ đang kỳ vọng vào cái cổ phiếu đó. Rồi sau đó cái quá trình
Khi mà phân phối được một cái số lượng lớn cổ phiếu thì họ bắt đầu bán tống bán tháo cổ phiếu để giảm cái tỷ lệ xuống và ép cho những người ở phía trên này bị thua lỗ. Và khi mà rơi xuống một cái mức nào đó, các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ không chịu đựng được bị cô margin thì các cái tổ chức họ lại mua thu mua lại cả cái cổ phiếu của những người ở trên này và cái quá trình tích lũy lại bắt đầu. Sau khi quá trình tích lũy này là bắt đầu thì khi mà mua được cái số lượng lớn cổ phiếu thì nó lại tiếp tục đẩy giá lên. Sau đó nó lại phân phối lại cho nhỏ lẻ. Rồi sau đó khi cổ phiếu rơi xuống thì lại ép nhỏ lẻ bán. Rồi cái chu kỳ này nó cứ tuần hoàn theo thời gian. Và cái điều quan trọng nữa là cái câu chuyện của doanh nghiệp nó phải có. Tức là nó phải làm sao kích thích được cái lòng tham của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào thị trường. Thì cái khả năng thành công của cái điều đó của các cái tổ chức, các vipper đó nó sẽ cao hơn. Còn nếu như mà cái câu chuyện nó không đủ tốt để hấp dẫn cái thị trường thì thường cái điều nó rất dễ bị thất bại. Nên là khi mà các bạn thấy rằng là một cổ phiếu lên nó đều có cả cái câu chuyện về sau. Đúng không ạ? Thì ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ lưu ý rằng là chúng ta chỉ mua ở giai đoạn này. Tức là khi cổ phiếu mua gom xong thì từ cái giai đoạn pha đẩy tích lũy này sang đẩy giá thì chúng ta sẽ bắt đầu thu mua gom cổ phiếu. Chúng ta không cần phải tích lũy cổ phiếu bởi vì cái quá trình này nó kéo dài rất lâu. Nên là chúng ta cứ đợi cho nó chuyển đổi từ giai đoạn tích lũy này sang đẩy giá thì các bạn mới bắt đầu tham gia. Đúng không ạ? Rồi sau khi mà cổ phiếu bắt đầu có các cái dấu hiệu phân phối thì chúng ta sẽ bắt đầu bán ra cổ phiếu. Và trong suốt cái quá trình cổ phiếu rơi, trong suốt quá trình cổ phiếu rơi này các bạn không nên tham gia. Và các bạn đứng ngoài trong suốt cái quá trình này thì các bạn sẽ giữ được cái khoản lợi nhuận ở phía bên này. Ở trong các video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các bạn về 4 cái giai đoạn này. Hy vọng các bạn sẽ hiểu và áp dụng được trong cái quá trình đầu tư của mình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.